Tôi sinh ra ở một cái làng nhỏ bé tại Hải Dương. Ước mơ trở thành một bác sĩ chữa bệnh cứu người thật khó thực hiện ở những năm cuối thế kỷ 20. Sinh viên y khoa sau 6 năm học tập, may mắn được nhận vào viện với mức lương không đồng vì yêu nghề, cố chờ đợi để được gọi 2 tiếng bác sĩ. Và tôi bắt đầu tìm kiếm công việc cho mình, làm nhân viên lễ tân cho 2 khách sạn để kiếm tiền và học cách người ta phục vụ theo tiêu chuẩn 5 sao. Làm việc cho 2 công ty nước ngoài để hoàn thiện bản thân, để học tiếng Anh, để được đi nước ngoài, để được xem các ông chủ nước ngoài quản lý doanh nghiệp. Năm 2000, sau 5 năm tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, tôi đã có một gia đình với 2 con nhỏ, có một công việc ổn định, từng là trưởng đại diện công ty thiết bị y tế Charles Wembley Singapore, là nhân viên kinh doanh công ty Nippon Nhật Bản. Sau nhiều năm tôi dần nhận ra nghiệp của mình, tôi muốn được làm chủ các ý tưởng, các đam mê trong lĩnh vực thiết bị y tế, bệnh viện còn đầy mới mẻ tại Việt Nam. Ngày 27 tháng 11 năm 2000, tôi đã quyết định thành lập công ty riêng để đưa về Việt Nam những thiết bị y tế tiên tiến trên thế giới, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho các bác sĩ làm việc tại các bệnh viện. Ban đầu tôi dự định đặt tên công ty là Thành An, như một sự gắn kết giữa thành công và bình an, nhưng không đăng ký được vì trùng tên. Vì mình là người Thành Đông, tiên sư của Hải Dương, với khát vọng vươn lên hướng ánh mặt trời, nên cuối cùng tôi đã quyết định đặt tên công ty là Phương Đông, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Phương Đông. Với tất cả sự âm hở, lô hàng đầu tiên được nhập khẩu là que thử thai Ameritech với tham vọng cạnh tranh với Quickix nổi tiếng lúc bấy giờ. Chỗ ở của gia đình là căn nhà tập thể tầng 5 nhanh chóng được quy đổi thành 93 triệu đồng để nhập khẩu que thử thai, bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh. Kết quả là hàng đổ đi vì hết hạn, vẫn không có người mua và thế là nhà mất, tiền hết. Bài học thật đắt giá cho lần đầu khởi nghiệp, lại tiếp tục kinh doanh, quyết chí phục thù. Đúng nghĩa là một công ty gia đình, giảm thiểu tối đa các chi phí. Nhân sự ít không có sự chuyên nghiệp mà cần sự đa di năng. Một người phải làm đủ mọi việc, kể cả những việc không chuyên hay chưa biết làm. Tại Phương Đông, mọi việc đều có thể. Giám đốc kiêm nhân viên bán hàng, nhân viên kỹ thuật, nhân viên xuất nhập khẩu, nhân viên bốc vác và thậm chí là nhân viên lái xe hay nhân viên giao hàng khi cần. Kế toán kiêm trợ lý kinh doanh, thủ kho, thủ quỹ, nhân viên bếp, tạp vụ, hành chính và cũng có khi làm luôn bảo vệ. Tiền ít nên phải hạn chế tiêu pha hết mức, tiết kiệm tối đa. Không ăn uống tụ tập, không hát hò, không sinh nhật, không liên hoan. Tất cả những gì cần phải trả tiền, hãy tự làm đi, tự làm để lớn lên. Lúc này công ty không có sự chuyên nghiệp, mà chỉ có sự nỗ lực, sự cống hiến hết mình để mở rộng, để có nhiều đồng nghiệp hơn. Thi thoảng hy vọng và chờ đợi được nhận lương đúng hạn, và may mắn hơn thì sẽ được tăng lương, có thưởng và có thể sẽ được liên hoan nữa. Chưa bao giờ nghĩ đến nhu cầu cao hơn, như được đi nghỉ mát gần gần thôi, hoặc những gì cao xa hơn thế. Đi qua giai đoạn mầm non, với sự chăm bẵm và tự đứng lên sau nhiều lần vấp ngã và có cả thất bại, để khiến Phương Đông cứng cáp hơn nhiều. Khách hàng biết đến sản phẩm nhiều hơn, được tin tưởng hơn về sản phẩm cũng như dịch vụ. Nhiều nhân viên có cơ hội ra nước ngoài để học tập và gặp gỡ các nhà sản xuất uy tín. Đến lúc cần có một thông điệp lớn hơn, mạnh mẽ hơn, lúc này diện mạo logo mới ra đời đã thổi vào Phương Đông một sức sống mới. Hình ảnh mặt trời tựa trên những đường kẻ ngang, vững chắc, mô phỏng những đám mây, thể hiện khát khao vươn lên và mong muốn được tỏa sáng. Đồng hành với thay đổi diện mạo là sự mở rộng về sản phẩm, gia tăng về con người, cải tổ mạnh mẽ cả về diện rộng và chiều sâu. Từ một công ty tư nhân phải đi tìm kiếm đối tác, liên tục làm báo cáo rồi lại viết báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng năm để thương thuyết xin được là đại diện phân phối tại Việt Nam. Đến nay, Phương Đông đã có quyền được chọn lựa, chấp nhận hay từ chối các lời mời hợp tác từ các hãng sản xuất lớn danh tiếng. Từ năm 2000, Phương Đông nhập khẩu và phân phối máy siêu âm cũ từ Nhật Bản với số lượng bán hơn 1.000 máy đen trắng và máy màu 3-4 chiều, hỗ trợ tích cực trong công tác chuẩn đoán hình ảnh còn đầy non trẻ tại Việt Nam. Năm 2001, giành được hợp đồng bán máy ngưng tập tiểu cầu Chronolog Mỹ cho Viện Quân Y 108, chiếc máy lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam và trị giá 800 triệu. Năm 2003, Electalab Italy lựa chọn Phương Đông là đại diện phân phối máy xét nghiệm sinh hóa, máy xét nghiệm tốc độ mau lắng. Do hãng đổi tên Vito và hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Elitech Group. Năm 2004, phân phối độc quyền dòng máy xét nghiệm huyết học Cetac của Nihon Koren, Nhật Bản. Năm 2005, phân phối độc quyền sản phẩm máy lọc máu liên tục và thận nhân tạo của hãng Rembo, Thụy Điển. Năm 2006, bắt đầu phân phối sản phẩm máy rửa quả lọc thận Renatron của Mintech, Mỹ. Hiện hãng đổi tên là Medivator. Năm 2008, trở thành đại diện phân phối của Thermo BCT Mỹ tại Việt Nam với sản phẩm máy tách và điều trị tế bào máu và phân phối vật tư tiêu hao của Vigon Pháp trong bệnh viện.
Năm 2010, BD Mỹ lựa chọn Phương Đông để phân phối máy xét nghiệm vi sinh tại miền Bắc Việt Nam, đã nhận được sự hài lòng từ phía đối tác và được tiếp tục giao cho phân phối thêm sản phẩm ống nghiệm chân không và phân phối trong cả nước. Năm 2011, hợp tác thành công với Siemens Mỹ để phân phối các hệ thống máy xét nghiệm huyết học cao cấp, máy sinh hóa miễn dịch tại miền Bắc Việt Nam. Từ đó hình thành các nhóm sản phẩm rõ nét phục vụ cho từng khoa của bệnh viện. Với chiến lược phát triển dài lâu, tập trung đẩy mạnh các mảng sản phẩm vật tư và đồ dùng tiêu hao đã không làm Phương Đông lao đao trong bối cảnh mọi công ty phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu những năm đầu của thế kỷ 21, vẫn tiếp tục tăng trưởng vững vàng bước tiếp. Trải qua nhiều năm mới đúc rút và nhận diện được hình ảnh người Phương Đông. Bước qua giai đoạn chập chững, lúc này Phương Đông mới bắt đầu để ý nhiều đến nội quy công ty về giờ giấc làm việc, chuẩn mực về trang phục lịch sự, về việc nói không với quả cáp trong nội bộ, về việc nghe điện thoại 24/7, về hiệu quả công việc, về sự quan trọng và cần thiết của mỗi cá nhân, ai nặng, ai nhẹ, ai quan trọng và ai ít quan trọng hơn. Và cả những việc nhỏ nhặt nhưng vô cùng gần gũi, nay cũng được gọi tên và định nghĩa như cần tắt điện khi ra khỏi nhà vệ sinh, không vứt rác bừa bãi, nhìn thấy rác phải nhặt, chia khẩu phần ăn theo suất, thế nào là nhìn nhau mà làm, thế nào là nhập ra, quý tục. Tiệm cận với sự chuyên nghiệp và dần lớn lên nhờ nội quy công ty, văn hóa tổ chức, quy định vinh danh, khen thưởng hay kỷ luật. Cuộc họp văn phòng công ty Ba Miền tại Hòa Bình ngày 31 tháng 3 năm 2013 thể hiện những quyết tâm của ban giám đốc về nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ, kiện toàn bộ máy quản lý, thống nhất sự chỉ đạo giữa các miền, chăm lo nhiều hơn đến đời sống tinh thần của nhân viên. Các hoạt động du lịch, dã ngoại, team building cũng được tổ chức thường xuyên hơn. Với những nỗ lực không ngừng trong chiến lược phát triển sản phẩm, văn hóa và con người, công ty đã liên tục cử nhân viên đi đào tạo trong và ngoài nước về sản phẩm, về các kỹ năng mềm. Phương Đông đã được nâng lên một vị thế mới trong lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế tại khu vực. Tự hào là công ty tư nhân có số lượng nhân viên đào tạo bài bản tại nước ngoài nhiều nhất, được nhiều nhà sản xuất lớn tin tưởng lựa chọn làm đối tác chiến lược. Tất cả những đổi thay, những cải tổ đó đã tạo nên một Phương Đông trưởng thành, vận hành theo quy luật tăng tiến của sự phát triển. Đối tác lớn, sân chơi lớn để trưởng thành hơn, đối tác lớn hơn, sân chơi lớn hơn. Nay Phương Đông tự hào là công ty sở hữu bản profile đẹp, được các nhà sản xuất lớn trên thế giới, các đối tác công nhận sự chuyên nghiệp của đội ngũ, của các quy trình làm việc, của tiêu chuẩn kho bãi. Tuy nhiên, đồng hành với sự phát triển nhanh và mạnh là muôn vàn những thách thức. Thách thức mới đòi hỏi toàn thể nhân viên phải hoàn thiện hơn, kiên nhẫn hơn, sáng tạo và chịu khó tìm tòi học hỏi ở mọi lúc mọi nơi, phải biết thay đổi để thích ứng. Thay đổi đồng nghĩa với việc bạn phải nghe điện thoại nhiều hơn, đi làm đêm nhiều hơn và còn phải là những người thực sự biết lắng nghe. Tại Phương Đông, tất cả chúng ta luôn luôn cố gắng làm tốt hơn nữa và không bao giờ nói tôi làm tốt nhất rồi. Với tất cả những gì đạt được cho đến hôm nay, khi Phương Đông tròn 13 tuổi, chúng tôi tin rằng bạn tự hào vì mình là một thành viên Phương Đông, tự hào về nhiệt huyết và trách nhiệm của những người đứng đầu tổ chức đã luôn dẫn dắt để cùng chúng ta vươn cao hướng ánh mặt trời. Phương Đông cam kết mang tới cộng đồng những sản phẩm công nghệ tiên tiến, mang đến nụ cười hài lòng, mãn nguyện của khách hàng khi sử dụng dịch vụ sản phẩm. Công nghệ hiện đại, phục vụ kịp thời là phương châm cả tập đoàn đang theo đuổi. Và chính bạn, mỗi thành viên của Phương Đông hãy luôn nhớ, thành công ngày hôm nay là nhờ đạo đức kinh doanh, nhất thiết phải gắn liền với đạo đức nghề nghiệp của bác sĩ.